Hello, xin chào các em nhé. Nay ta cùng đi săn đồ chơi nhé. Để ta sẽ mang theo xe đi để đựng đồ chơi nha. Rồi, cùng đi nào. Wow, đây có rất là nhiều đồ chơi luôn này các em này. Thì xem nào. Wow, một hàng dài các cái chiếc xe đồ chơi này. Rất là nhiều xe đồ chơi nhé. Để lại đây nào. Rồi, ta sẽ nhặt cái chiếc xe đồ chơi này vào xe tải nhé. Đầu tiên này, đây là một chiếc xe tải nhỏ. Xếp vào đây nào. Xe chở rác này. Đấy, rất là nhiều xe luôn. Một chiếc xe bồn. Cho vào đây này. Máy xúc này. Tiếp theo, đây cũng là một chiếc máy xúc nữa nha. Xe nâng này. Thì rất là nhiều xe đồ chơi nha. Một chiếc xe chở rác. Cho vào đây đi. Thì các em xem này, gần đầy chiếc xe này rồi. Tiếp tục này. Một chiếc máy xúc nha. Xe xúc này. Chờ vào đây. Máy bay trực thăng. Thì đây là một bạn xe buýt tay do này. Đấy. Xe buýt tay do nha. Chờ vào đây. Tiếp theo. Một chiếc xe môi trường. Đấy. Đấy. Xe chạy nha. Đây rất là nhiều xe rồi đấy. Tiếp tục đi thôi nào. Wow, đây cũng còn rất là nhiều chiếc xe đồ chơi luôn này các em ơi. Đây các em cùng xem này. Rất là nhiều loại xe đồ chơi nhé. Giờ ta sẽ cùng nhặt cái chiếc xe này vào nhé. Đầu tiên đi xem nào. Đây là một chiếc xe san ủi này. À, xe chạy được nhé. Đấy. Một chiếc xe san ủi màu vàng em nhé. Cho vào đây đấy. Tiếp theo. Đây, một chiếc xe xúc lật này. Rất là nhỏ luôn. Đây, một chiếc xe xúc lật màu vàng. Xe nhỏ nhé. Đấy, cho vào đây. Đây cũng một chiếc xe xúc lật này. Tiếp theo. Xe phá bê tông. Đây. Xe xúc này. Chiếc xe xúc rất là nhỏ nha. Vào đây. Đây lại một chiếc máy xúc nữa này. Đây. Xe xúc rất là nhỏ luôn. Đây nha. Tiếp theo. Một chiếc xe nâng. Đấy. Xe đi được nha. Xe nâng người. Cho đây này. Tiếp theo. Lại một chiếc xe nâng nữa này. Một chiếc xe nâng màu đỏ nha các em nhé. Ý, xe đã rất là đầy rồi. Để em xem này. Tiếp tục là gì đây? Một chiếc xe lu này. Đấy, chiếc xe lu nhỏ nhé. Wow, đây chính là bạn Poly này. Đó, Zoboka Poly và những người bạn này. Xếp vào đây nào. Một chiếc xe cảnh sát này em nhé. Xe cảnh sát màu trắng này. Tiếp theo. Đây chính là bạn xe buýt tay do, một bạn xe buýt màu đỏ này. Cửa này các em này, đấy. Xe buýt tay do nhé. Cho vào đây. Tiếp theo này. Một chiếc xe tải này. Đấy, xe tải màu vàng nhé, rất là đẹp luôn.
Đó, đây này. Cuối cùng là gì đây? Xe là ấy, nhìn nhìn. Một chiếc xe nâng này. Ê, xe nâng hàng em nhé. Xe nâng nhỏ rất là đẹp. Đây em cùng xe này. Quá wow. Đã chở đầy cả. Ê, rơi rồi. Ấy, đã chở đầy cả hai chiếc xe tải khủng long luôn này. Ồ, rất là nhiều các đồ chơi luôn nhé. Rồi cùng mang các chiếc xe đồ chơi này về thôi nhé. Về thôi, xin chào các em nhé.